cô giáo trẻ úp clip được cô lao công khen xinh, dân mạng tò mò vào xem trang cá nhân thì phát hoảng vì nhan sắc. Vừa xinh này, vừa đẹp này, vừa ăn nói thì nhẹ nhàng này, có duyên này. Ui dồi. Ai mà với cháu thì hơi sướng đấy. Ui. Trẻo xinh gái. Thế cô có con trai không? Nhà cô, con trai nhà cô nó lại ít tuổi quá, 2001. Có lấy nó không? Mới đây, một cô giáo đã chia sẻ đoạn clip về cô lao công trường người ta, khiến ai nấy xem xong cũng xúc động vì những lời nói hết sức hoa mỹ. Cụ thể, cô lao công nhìn nữ giáo viên mà khen đáo để, cô khen cứ phải gọi là hết nước chấm luôn, từ xinh đẹp, giỏi giang hay ăn nói nhẹ nhàng, rồi thì ai mà lấy được cháu thì hơi bị sướng. Đoạn clip nhanh chóng viral trên vũ trụ top top làm nhiều người càng tò mò cô giáo này là ai mà lại được cô lao công khen một cách quá lời như vậy. Ngay lập tức cộng đồng mạng bấm thử vào xem trang cá nhân thì vô cùng bất ngờ vì những lời mà cô lao công nói ban nãy không hề quá một tí nào. Nhan sắc của cô giáo mặc dù đã ở tuổi 30 nhưng nhìn qua cứ ngỡ như sinh viên đại học, làm ai xem cũng u mê. Được biết, cô giáo có tên là Vành Khuyên và hiện đang công tác tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội. Ngoài sở hữu nhan sắc vạn người mê thì cô giáo còn được biết đến với một người giáo viên cực giỏi khi sở hữu cho mình nhiều thành tích như tốt nghiệp thủ khoa đầu ra trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ Học viện Khoa học Xã hội và còn nhiều danh hiệu thi đua khác. Bên cạnh nữ giáo viên xinh đẹp giỏi giang thì spotlight của video còn nằm ở cô lao công. Khi mà một người lao công vui tính như thế này thì mỗi ngày đi dạy đúng là một ngày vui. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.